Hiện tại thì mình đang si phong, mình thay nước hay gì anh nghe? Thì cái giai đoạn 4 thì thường mình thay một ngày khoảng 10%, là mình rút ra 10%, mình chăm vô 10%. Nhưng mà cái mùa lạnh này á, là hiện nay là rất là lạnh nè, là lưu ý là mình rút nước là rút vào buổi sáng, nhưng mà chăm buổi trưa, chăm buổi trưa để mình lấy cái nước nóng ở ngoài cái ao lắng đó, ao sạch sạch, mình rút cái nước nóng ở tầng mặt nóng chất vô và nó ấm, là giữ cho cái nhiệt độ trong ao mình lúc nào cũng đảm bảo nhiệt độ trong để tôm nó chuyển tốt. Nước rất là ấm thì nó pha loãng đều trong ao mình, nó tăng nhiệt độ lên. Cái này là cái cách để mình nuôi trong mùa lạnh này rất ấm nè, rút nước qua ban đêm nhưng mà chăm nước là ban ngày, chăm nước trưa, chăm 12 trưa, chăm riêu tới cái rất đều nè. Kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong nuôi trồng thủy sản, đưa những mô hình hay thực tế đến với bà con để cùng nhau tiến bộ và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay nhé. Anh biết cái nuôi tôm công nghệ cao này đó thì cái lượng phân thải rất nhiều và cái lượng nước tiêu thụ hàng ngày cũng khá nhiều. Do đó nếu chúng ta không tái sử dụng nước mà chúng ta bơm ra sông thì rất dễ làm ô nhiễm môi trường. Và chúng ta sử dụng cái nước mới quá nhiều thì chi phí đầu tư nó sẽ cao và cái dịch bệnh nó cũng sẽ dễ xâm lấn từ bên các cái kinh rạch trở vào trong khu nuôi chúng ta nhiều hơn. Do đó việc tái sử dụng nước trong cái quy trình nuôi tôm siêu thâm canh nó có ý nghĩa rất quan trọng cho cái việc ổn định dịch bệnh và ổn định cái chất lượng lâu dài cho cái quy trình của chúng ta. Do đó chúng ta tái sử dụng nước là một cái quá trình chúng ta nước thải ra hàng ngày cần phải được đưa lên qua hệ thống tách riêng ra, phân riêng ra và nước sạch riêng ra. Thì phân khi tách ra chúng ta sẽ bơm vào biogas để cho nó thành khí metan để phục vụ cho cái việc nấu nướng gia đình. Và cái nước sạch thì được lắng rất là sạch, gần như là trên 90% chất nước sạch được đưa về trở lại ao lắng. Và qua quá trình đó thì nuôi các cái loại cá như cá rô phi, cá đối, rồi các cái cá mà nó ăn vật chất hữu cơ đó, thì nó giúp cho cái nước sạch hơn và nó quay vòng trở lại ao sẵn sàng để chúng ta xử lý diệt khuẩn trở lại, rồi các cái yếu tố môi trường kiểm tra đủ điều kiện cấp trở lại ao nuôi. Như vậy thì quy trình tái sử dụng nước là chúng ta đi một cái vòng tuần hoàn nước qua quá trình nuôi, quá trình làm sạch, điều tiết làm sạch và quá trình xử lý phục vụ trở lại. Như vậy thì qua một công đoạn đó thì các cái vật chất hữu cơ cũng được xử lý sạch, các chất thải cũng được xử lý rất sạch. Do đó là các cái việc mà ô nhiễm môi trường rồi dịch bệnh nó sẽ đảm bảo tốt hơn rất nhiều hơn những cái quy trình mà chúng ta bơm nước thải bỏ ra sông. Các chất nước thải đó nó sẽ vô tình gây cái dịch bệnh từ ngoài sông, ảnh hưởng cho bản thân chúng ta và ảnh hưởng cho rất nhiều người nuôi tôm siêu thâm canh ở cộng đồng xung quanh. Xin anh cho biết là cái quy trình xử lý nước để tái sử dụng lại như thế nào? Thì cũng đó là tái sử dụng nước là một cái quy trình mà chúng ta sử dụng nước cũ trở lại qua một cái quy trình tuần hoàn rồi chăm trở lại ao nuôi. Như vậy thì để làm được chuyện đó thì chúng ta có 3 bước. Cái thứ nhất là khi phân cái nước thải được bơm ra, được si phong ra, chúng ta sẽ bơm lên hệ thống tách thải. Hệ thống tách thải gồm 3 ao. Ao lắng thứ nhất, ao lắng thứ hai và ao lắng thải thứ ba. Như vậy thì gần như là 100% các cái vật chất hữu cơ và phân tôm được lắng ở ba ao tách thải này. Thì phần nước sạch sẽ được chảy ra ao lắng, gọi là ao điều tiết á, thì nó đi một cái vòng tuần hoàn, nó sẽ được bơm trở lên ao sẵn sàng và cấp trực tiếp trở lại cho ao nuôi. Cái đó là cái nước lắng phần trên. Còn cái phần cặn ở dưới thì gồm có phân tôm, thức ăn dư thừa và một số cái xác tôm, thì chúng ta sẽ tách xác tôm ra để phục vụ cho chăn nuôi. Và phân tôm thì sẽ được pha thêm một phần nước ngọt và bơm vào biogas thì để cho nó lên khí metan, và cái biogas này thì chúng ta có thể phục vụ cho các cái sinh hoạt gia đình. Thì nếu chúng ta làm được một cái hệ thống tách thải qua ao điều tiết, qua ao lắng, qua ao sẵn sàng, qua một cái quy trình như vậy thì khi chúng ta sử dụng một cách hoàn thiện thì cái chuyện sử dụng nước cũ trở lại gần như 100% có thể sử dụng trở lại được, và phân tôm được tách ra gần như 100% để phục vụ cho các cái hoạt động làm biogas, chăn nuôi và trồng trọt. Xin cảm ơn.